tiếng súng người giao. Xuân ba. Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, ông già phùn cắm ngăn vác dao lên thăm nương. Nhìn những vạt ngô mới nhú uống no sương đêm, đang vươn những búp lá mập mạp, xanh mờn, ông vui lắm. Mấy hôm trước, ông già cắm ngăn lo quá, không khéo đợt ngô chìa sau Tết của hợp tác xã tỉnh pha bị héo vì sương muối mất. May quá, hai hôm nay lại mưa phùn, ngô lên hết, đều tăm tắp. Đến cuối nương ông bỗng sững lại ngô ở đây bị xéo nát bởi những vết giày dép còn hằn trên nền đất ướt thôi đúng rồi bọn xấu bên trung quốc bên kia con suối lại mò sang phá rồi chắc là nó vừa qua đây vết giày còn mới sao lại nhiều vết giày thế này lúc rẽ qua vạt lau lối đi xuống suối ông già giật thót người bọn trung quốc tụ tập rất đông ở phía con suối sau bản tình pha chúng đang loay hoay tìm chỗ đặt những khẩu súng gì đó trông như cây chuối nòng súng chĩa về phía bản ông. Nó tập à, không phải, giải đất ven suối ấy là đất của ta. Ô, thế là nó chiếm đất ta rồi, nó sắp đánh bản tình pha rồi. Từ Tết đến giờ, dân quân bản tình pha tập hăng lắm vì được biết thế nào bọn xấu Trung Quốc cũng đánh sang. Lệ làng như một con mèo, ông chạy thật nhanh về bản, tìm đến nhà xã đội trường. Nó đi chợ Bình Liêu mất rồi, lúc này bản tình pha vắng lắm bà con và dân quân trong bản đi chợ Bình Liêu gần hết. Ông già cắm ngăn như có lửa đốt trong bụng, chỉ tẹo nữa thôi, bọn quỷ ấy sẽ tràn xuống. Bọn nó ông không lạ, hồi gần Tết năm ngoái, nó lẻn sang giết mất ba người ở bản ông đang làm nương. Thỉnh thoảng nửa đêm nó còn sang bản ông bắt lợn, gà và gài mìn ở sân nhà cán bộ nhưng đều bị dân quân tóm được. Phải chặn ngay chúng lại, chạy về mỏ tòng báo cho bộ đội biên phòng và dân quân biết không kịp nữa rồi, ông già cắm ngăn liền chạy ngay về nhà đánh thức con trai là Phùn Tắc Sinh. Phùn Tắc Sinh chạy sang nhà bên gọi thêm hai đứa con ông chú cũng là dân quân. Ông già Phùn cắm ngăn đứng giữa ba người nói. Ta chỉ có ba khẩu K-44 và một súng kíp, người lại ít, nó thì đông lại có súng lớn. Nhưng mình không sợ, phải chặn nó lại, bộ đội và dân quân bên mỏ tỏ ông nghe tiếng súng sẽ đến ngay thôi bốn người dưới sự chỉ huy của ông phun cắm ngăn bí mật luồn theo con đường hẻm lần ra suối trước mặt họ khoảng hơn một đại đội giặc trung quốc đang tản ra mò tìm mìn và trông của dân quân để gỡ bọn còn lại sau khi đặt pháo xong đang ăn cơm trong các lùm cây rậm rạp nhưng chúng ăn rất khẽ như chuột ăn trộm ngô mọi người nhận định chúng chưa bắn pháo đợi bọn trinh sát gỡ hết mìn nhổ hết trông chúng mới bắn dọn đường cho bọn đi sau ào lên theo lệnh ông phun cắm ngăn, bốn người chiếm bốn vị trí có lợi, khống chế được cả khoảng trống trước mặt, đợi bọn gỡ mìn nhổ trông mò tới gần mới bắn. Bọn giặc gión rén nhích dần, nhích dần từng tí một. Mặc cho tên chỉ huy thúc lên nhưng bọn lính sợ dẫm phải mìn, đạp phải trông vẫn cứ loay hoay nhấp nhổm như kiến lửa cắn dưới bụng, không dám bỏ nhanh. Trông gỡ cũng tài, số mìn và trông chúng nhổ được khá nhiều mà chưa có đứa nào vướng phải chỉ có một thằng lớ ngứa bị trông sóc vào hông, kêu ớ lên một tiếng, liền bị thằng nằm bên đấm cho một quả vào mồm, liền im thít. Thấy vậy, ông già phùn cắm ngăn liền nghĩ ra một cách. Ông nhẹ nhàng bò tới chỗ con trai và hai đứa cháu, nói nhỏ. Đừng bắn nó chết, cứ nhằm bắn vào tay vào chân nó. Bị thương nó sẽ lăn lộn như con gấu trúng đạn, mìn gài bên sẽ nổ, chúng nó sẽ chết nhiều. 30 bước chân, rồi 15 bước, thấy chúng nó vào gần tới trước mặt, chắc ăn như bắn con nai, con hoãng, ông già hô to. Bắn! Bốn tiếng súng nổ vang, phá tan cảnh tĩnh mịch của núi rừng. Bốn tên giặc đang nổ trông, mìn bị những viên đạn găm vào tay, vào chân, cuống cuồng lăn sang một bên. Thế là những quả mìn gài bên cạnh chúng cũng nổ dậy đất, mấy thằng đang bỏ phía sau cũng tan xác. Bọn còn lại bật dậy, hoảng loạn đạp lên nhau tháo chạy bọn lính pháo đang ăn cơm trong các lùm cây không hiểu ra sao nhốn nháo cả lên thấy không còn giữ được bí mật nữa bọn giặc sau một lúc hoảng hồn bèn nổ súng đủ các loại súng bắn tới tấp về phía bản trong lúc đạn giặc nổ dầm trời bốn người thoan thoát đổi vị trí nhanh nhẹn áp sát địch bình tĩnh nổ súng bọn địch vừa không biết lực lượng ta có bao nhiêu mà chỉ thấy súng nổ khắp nơi vừa rất sợ đạp phải trông mìn nên không dám tiến chúng nằm một chỗ mà bắn như vãi đạn. Một lúc sau, đạn pháo địch bắt đầu bắn vào bàn. Một đại đội địch được pháo yểm trợ, liều lĩnh vọt qua bãi trông tiến về phía bàn. Thấy không đủ sức chặn chúng lại, ông già phun cắm ngăn dẫn con và hai đứa cháu luồn qua khe, vừa để đánh vào phía sườn địch, vừa nhử chúng vào bãi mìn và trông đã được ta bố trí từ trước. Trên đường vận động, lúc lao qua một vạt nương, không may phun tàu bị tụi giặc phát hiện thấy một chàng a ca vang lên ghim vào người phùn tàu, anh ngã xuống phùn tắc xình lao tới ôm lấy phùn tàu lăn xuống khe bọn giặc không tiến nữa chúng hò hét nhau vòng lại định bắt sống phùn tắc xình. phùn cắm ngăn nấp sau một tảng đá lớn ngoài người lên bắn trả lúc đó bộ đội và dân quân mỏ tòng đã kịp thời chi viện tiếng súng của ta nổ giòn giã bọn giặc sống sót liền cuống cuồng tháo chạy bỏ mặc những đứa chết và bị thương nằm kêu la thảm thiết. Đợt tiến công của chúng bị đánh tan, nhưng bỗng có một toán giặc xô tới chỗ phùn tắc xình, tuy không bắt được anh, nhưng chúng đã cướp được xác phùn tàu chạy mất. Hơn một giờ sau, bọn địch xốp lại lực lượng, tổ chức đợt tiến công khác lên chốt. Đợi cho bọn giặc tới gần, một tiểu đội dân quân và bộ đội được ông già cắm ngăn dẫn đường đã dũng mãnh đánh tạt sườn địch, lùa chúng vào bãi mìn bên suối. Tiếng mìn nổ dậy đất, hàng chục tên giặc tan xác. Bọn còn lại giạt vào bãi trông, lúng túng không ra được, là hết om sòm. Vô cùng căm thù bọn giặc tàn bạo đã giết hại phun tàu, Trước thời cơ cánh quân địch tiến vào bàn đang bị quân ta ghìm đầu đánh cho tơi tả, phun tắc xình nhanh nhẹn vòng lại phía sau lưng chúng. Đoán chắc lũ giặc thế nào cũng hành hạ thi thể phun tàu, thương bạn quá, phun tắc xình cố tìm nơi bọn giặc giấu xác phun tàu. Nhưng đi một đoạn dài, anh chỉ thấy xác giặc Trung Quốc nằm ngổn ngang, đạn và súng của chúng ném lại vung vãi. Anh liền đeo thêm hai khẩu AK còn đầy đạn của giặc. Thấy một đám giặc khoảng 10 tên đang súng lại một chỗ, phun tắc xình rẽ qua những tán cây lúp xúp, nhích lại gần. Anh nhằm vào giữa đám giặc lia một loạt đạn. Chúng liền tản ra, nhằm về phía anh bắn loạn xạ rồi tháo chạy, hút vào khu đồi cây rậm rạp. Một lát sau, phun tắc xình thận trọng tiến lên phía trước, thấy ba tên chết gục bên cạnh đống khoai sống, chúng vừa moi được của dân bản. trời đã về chiều, trận địa im tiếng súng, tám đợt tấn công lên bản tình pha của địch đều bị đánh lui. vì hoảng sợ nên chúng không dám ùn lên nữa. nhưng Phùn Tắc Dình sau khi đào xong công sự cùng bộ đội và dân quân vẫn không chịu nghỉ. ông Phùn Cắm Ngăn cũng xin ở lại chiến đấu, không chịu về bản. nghĩ tới Phùn Tẩu, Phùn Tắc Dình lại sách súng, vượt qua một thung lũng hẹp, đi tìm lúc này đã gần tối, sương chiều phủ trắng đồi nương. Qua bãi mìn địch vướng phải lúc sáng, anh thấy xác năm tên địch còn nằm đó. Lần qua khe cạn, tới gần con suối làm đường biên giới, phun tắc xình dừng lại. Trên lưng dốc có tiếng lạo xạo, anh bỏ lên, thấy khoảng 20 tên địch đang bu quanh xác phun tàu. Từ đây, chạy tắt đường xuống chốt của bộ đội và dân quan không xa, rất có thể bọn này sẽ thọc xuống sau lưng ta anh bí mật tiến dần lên dốc, bọn giặc vẫn không hay biết gì. Chúng moi được tờ giấy trong túi phun tàu, phun tắc dình chắc là tờ giấy phun tàu thường chép bài hát mới, hay bỏ vào túi để lúc nào cũng có thể học hát được, và đang tranh cãi. Một thằng cao lớn, dáng chừng chỉ huy, đứng dậy xua tay và rút con dao găm sáng loáng ra. Nhanh như chớp, phun tắc dình chuyển bốn vị trí và nổ bốn loạt đạn vào lũ giặc. Liền đó, anh vớ một hòn đá quang mạnh vào bên cạnh. Tưởng lựu đạn, bọn còn lại hoảng hốt vứt cả súng, thu mình lăn lông lốc xuống suối. Đồi khá dốc nên chúng lăn rất nhanh, phùn tắc xình liền lao tới sóc phùn tẩu lên vai, nhanh chóng ngược lên đỉnh dốc, ảo qua mấy vạt nương. Trước mắt anh đã là chốt của bộ đội và dân quân tỉnh pha, mỏ tòng. Hôm sau, ngày 18 tháng 2, ông phùn cắm ngăn vận ở lại trên chốt cùng với con trai. Mọi người khuyên ông về di sơ tán cùng dân bản nhưng ông không nghe. Ông tìm tới đồng chí chỉ huy, đề nghị. Bắn cái thằng giặc Trung Quốc này dễ hơn bắn con nai con trồn. Mày cho tao khẩu súng khác bắn được nhiều đạn hơn khẩu súng kíp này, như thế nó sẽ chết nhiều nữa. Liền sau đó, ông già phùn cắm ngăn vui sướng đón nhận khẩu AK còn bóng loáng nước thép. Khẩu này ta thu được của giặc hôm 17 tháng 2 ngay trên chốt bàn tình pha, xã Đồng Tâm huyện bình liêu quê nhà